Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Hỏi Bác sĩ Sinh sản. Chuyên mục được phát trên kênh YouTube PS Phạm Hoàng Nhật. Thì câu hỏi ngày hôm nay bác sĩ trả lời chia sẻ cùng các bạn về vấn đề phôi tốt, phôi xấu, loại nào sẽ có khả năng làm tổ và thụ thai tốt hơn. Thì ngay cả câu hỏi thì các bạn cũng đã có những khái niệm ha. Phôi tốt là chắc là có khả năng tốt và làm tổ tốt, phôi xấu chắc là xấu và khả năng làm phôi xấu. Tuy nhiên, thật ra là như vậy, chuyên viên phôi học sau khi có phôi thì họ sẽ đánh giá phân loại phôi loại 1, loại 2, loại 3 hay phôi tốt, phôi trung bình hoặc là phôi khá, sẽ dựa vào kích thước của phôi, phân mảnh của phôi và nhân tế bào. Thì như vậy, chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Nếu chúng ta gặp một anh chàng đẹp trai hay một cô đẹp gái, chúng ta không có thời gian tiếp xúc, chúng ta sẽ nghĩ rằng anh chàng đẹp trai thì tốt hay là cô đẹp gái thì sẽ tốt, và ngược lại là người không đẹp thì sẽ xấu. Tuy nhiên, phải trải qua thời gian tiếp xúc. Thì tương tự như vậy, phôi cũng vậy. Phôi loại 1 không hẳn rằng là chắc chắn sẽ đầu thai, và phôi loại trung bình hay loại 3 là không thể. Bởi vì chúng ta khi chuyển phôi vào thì phải trải qua thời gian đối thoại tiếp xúc giữa phôi và niêm mạc, rất nhiều yếu tố thì phôi mới làm tổ được. Do đó, việc phân loại hay đánh giá phôi chỉ mang tính tương đối, không có hoàn toàn là phôi tốt thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có thai. Do đó, chúng ta không nên quá kỳ vọng khi chúng ta bảo rằng: thưa bác sĩ, tại sao em thất bại khi chuyển phôi dù rằng em chuyển phôi tốt, hoặc là chúng ta có phôi trung bình hay phôi loại 3, như vậy chúng ta vô vọng không có thai. Điều này không hoàn toàn đúng. Thì các chuyên viên phôi học chỉ phân loại phôi dựa vào ba yếu tố như bác sĩ Nhật đã nói. Do đó, các bạn đừng quá thất vọng khi chúng ta chỉ có phôi loại trung bình hoặc loại 3. Chúng ta vẫn có cơ hội cho chúng ta, do đó chúng ta vẫn phải cố gắng ha, chúng ta giữ vững niềm tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn chia sẻ, hoặc là các bạn nhấn chuông bên dưới để YouTube nhắc nhở các bạn khi bác Nhật chia sẻ những câu hỏi kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye.